Và hôm nay chúng ta cũng có một số những thông tin liên quan tới SEC, ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ. Thì đầu tiên hết á, là SEC đã khởi tố tổng cộng là 11 người. 11 người này đó là nằm trong một cái dự án lừa đảo Ponzi. Thực ra dự án này là một dự án mà thường cũng không có hề biết đến. Dự án này là dự án uh, Four Stage và dựa theo thông tin đến từ SEC đó thì đã có thể kêu gọi được cái vốn là lên tới là 300 triệu đô la và đã làm ảnh hưởng tới rất nhiều nhà đầu tư khắp nơi không chỉ riêng là ở Hoa Kỳ và cuối cùng đã có 11 người đã bị khởi tố bởi SEC. Đây là một trong những lần hiếm hoi mà chúng ta thấy được là SEC đã khởi tố những cái sự kiện lừa đảo. Ngoại trừ thời điểm này ra thì phần lớn đó, SEC chỉ muốn đi ăn hiếp những công ty crypto mà thôi chứ không có liên quan gì nhiều đến những cái sự kiện lừa đảo. Nhưng mà ít ra thì họ cũng làm công việc mà họ cần phải làm trong cái sự kiện này. Và ngày hôm nay chúng ta cũng thấy là sàn Binance US nói là sẽ delist đồng Ample 4, đồng Am này và sẽ bắt đầu delist vào ngày 15 tháng 8 Thì các bạn cũng nhớ đó lý do là liên quan tới SEC tại vì trong cái cuộc điều tra liên quan tới có phải là sàn Coinbase có những người mà làm việc dùng cái thông tin nội bộ để mà giao dịch kiếm lời hay là không thì sau khi điều tra cái sự kiện đó đó họ đã xem xét tổng cộng là 25 đồng ở trên sàn Coinbase và trong 25 đồng đó đó họ đã liệt kê 9 đồng là chứng khoán và một trong những 9 đồng đó đó chính là đồng M14 thì cuối cuối cùng chúng ta thì được là Binance US như là Binance ở Hoa Kỳ đó đã quyết định là sẽ delist cái đồng này Cho nên những bài nào mà đang lưu trữ đó cũng nên lưu ý Tại vì một đồng mà được cho là chứng khoán đó là hoàn toàn không tốt Giống như chúng ta thấy được là cái sự kiện giữa SEC và Ripple đó tuy là chưa có kết quả nhưng mà vừa mới bị kiện thôi Thì hàng loạt những cái sàn ở Hoa Kỳ đã delist à, đồng XRP rồi Đồng M4 cũng có khả năng đó và ngoài chơi thông tin đi ra còn một thông tin khác nữa liên quan tới SEC thường muốn chia sẻ với các bạn là hiện bây giờ đã có một cái phong trào phong trào này đó là muốn Gary Gensler từ chức và tổng cộng thì bây giờ đã đã có 18.285 người ký cái đơn này ở trên mạng Gens.org để đề nghị là Gary Gensler từ chức lý do đó thì có một số người nêu ra một số những cái cáo buộc cáo buộc này đã cũng mới đối với thuận đó chính là chủ tịch của SEC đó là Gary Gensler có một công ty có tên là Annabel Lee LLC và có một cái quỹ đầu tư gia đình á, là được quản lý bởi công ty Vanguard thì dựa theo cái lời cáo buộc này đó, Gary Gensler đã dùng quỹ đầu tư và cái công ty riêng Anabel này đã để short một số những cổ phiếu liên quan đến crypto Cho nên chúng ta có cổ phiếu liên quan tới EMC cây chuỗi gặp chữ Fin mà chúng ta biết liên quan tới Meme Stock đó Game Stock cũng như vậy Thì cái lời cáo buộc đây đã cũng dễ hiểu thôi Tại vì có một số người đã, đã cáo buộc Gary Sandler Là không có công bằng đối với crypto Tại vì bản thân ông ta dùng cái quỹ đầu tư cá nhân và công ty của mình Để mà short những cái cổ phiếu liên quan đến crypto à, Để kiếm được lợi nhuận Đương nhiên đây chỉ là cái lời cáo buộc mà thôi, không có bất cứ một cái bằng chứng gì được chia sẻ và đây cũng là lần đầu tiên thuộc nghe nói tới cái đề tài này. Nhưng mà kết quả thì sao? Kết quả đó thì chúng ta có thể thấy là Gale Sunset từ chức hay không thì đương nhiên khả năng đó hầu như là rất là thấp luôn, không có lý do gì mà Gale chỉ vì một cái đơn trên mạng mà từ chức đâu. Trước đây cũng đã có nhiều sự kiện tương tự rồi nhưng mà đây cũng là một thông tin mà nhiều người nói đến trên nên thường muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta còn một thông tin khác đó chính là thông tin liên quan tới uh, Vitalik và Michael Saylor thì uh, hai hôm này thì uh, lại tiếp tục chỉ trích với nhau. Uh, mới đầu đó là Michael Saylor thì Michael Saylor đã từng nói về uh, Ethereum và có hai điểm Michael Saylor muốn nói. Thứ nhất đó là đối với ông ta là Ethereum nên thì mã nguồn có thể là được bỏ phiếu thay đổi cho nên đối với Michael Saylor thì Ethereum giống như là chứng khoán hơn và thứ nhì đó là Ethereum vẫn chưa hoàn thành, cho nên đầu tư Ethereum giống như đầu tư vào một công ty mà chưa có hoàn toàn trưởng thành thì rủi ro rất là cao. Nhưng mà ngược lại đó thì và Tha Liệt nói là Michael Saylor chỉ là một thằng hề, thì đương nhiên hai bên đều không thích lẫn nhau, tại vì Michael Saylor chỉ thích Bitcoin mà thôi, là một trong những người mà theo chủ nghĩa Bitcoin, trong khi mà Ethereum là dự án được tạo ra bởi Vitalik và đương nhiên Vitalik không bao giờ muốn Ethereum gắn liền với hai chữ chứng khoán tại vì các bạn cũng đã thấy là gắn liền với chứng khoán thì rất là phiền phức và cho đến thời điểm bây giờ đó thì chúng ta vẫn chưa có nghe được cái lời phát biểu rõ ràng đến từ chủ tịch Gary Gensler là Ethereum phải là chứng khoán hay là không những mà nào mà mới tham gia đây thì, thì thường chia sẻ với các bạn là những năm trước đây đó giống như là từ năm 2000 à, 18, 19 lúc đó đã có nhiều người ít nhất là hai ba lần là SEC những cái giám đốc của SEC cũng đã từng chia sẻ là Ethereum và Bitcoin không phải là chứng khoán nhưng mà ngược lại đó tới cái thời điểm của Gary Gensler thì Gary Gensler lại không có chịu khẳng định Ethereum không phải là chứng khoán mà chỉ nói là Bitcoin chắc chắn không phải là chứng khoán Ethereum thì không nói đến có phải là tại vì Gary là đang dính vào cái điều kiện với là XRP cho nên nếu nói Ethereum hoặc là chứng khoán thì XRP cũng sẽ dựa vào đó nói là có nhiều đường giống Ethereum thì cũng không phải là chứng khoán cho nên sẽ ảnh hưởng đến cái dù kiện tụng đó hay là không chúng ta cũng không rõ hay là thật sự Gary Chancellor nghĩ là Ethereum có thể là chứng khoán đây là một trong những điều mà chúng ta chưa có rõ hiện tại Đối với lại Thuận đó, thì uh, XRP là một đồng mà Thuận cảm thấy là có cái độ tập trung cao hơn là nhiều đồng khác Cho nên nếu như mà XRP thật sự là thành công thắng điều kiện này với lại SEC Thì khả năng là rất nhiều đồng không phải là chứng khoán và đương nhiên tôi cũng sẽ không phải là chứng khoán Thuận còn một số những thông tin ngắn khác là muốn chia sẻ với các bạn rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau chung bình giá tuần này Tại vì hôm qua không có video cho nên Thuận sẽ dành thời gian trong video này để mà chung bình giá với các bạn uh, Và chia sẻ về danh mục uh, đầu tư hiện tại thì có một cái bài viết được chia sẻ vào ngày thứ sáu đó là bài viết này nói một cái đề tài mà nhiều bạn cũng hay hỏi thuận đó chính là khi mà tất cả Bitcoin đào hết 21 triệu đó thì lúc đó sẽ ra sao? Thì câu trả lời đơn giản đó là sau khi mà tất cả Bitcoin đào hết thì lúc đó đó thời đạo vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ mạng lưới tại vì lúc đó thời đào vẫn sẽ tiếp tục nhận được cái phí giao dịch uh, cho từng giao dịch trên mạng lưới của BTC và theo ước tính thì giá của BTC lúc đó có thể là đáng giá rất là nhiều Cho nên có thể là cái phí giao dịch đã đủ để những thời đào tiếp tục bảo vệ mạng lưới Nhưng mà sự thật đó thì sẽ không ai có thể biết được đâu Tại vì sao vậy? Tại vì khi mà các bạn nhìn vào cái bảng thống kê trên màn hình á, Các bạn sẽ thấy được là 95% của tất cả Bitcoin sẽ được đào vào khoảng 10 tháng 11 năm 2025 99% của tất cả BTC được đào vào ngày 27 tháng 11 năm 2034 99.9% của tất cả BTC sẽ được đào vào ngày 23 tháng 10 năm 2103, con số rất là cao. Có nghĩa là phần lớn chúng ta sẽ không có cơ hội để chứng kiến ngày này đâu. Và toàn bộ BTC sẽ được đào vào ước tính là ngày 22 tháng 5 năm 2137, cái phần còn lại mà dưới một BTC đó. Cho nên nếu như mà nói chúng ta khi nào mới đào hết và chúng ta có nên quan tâm hay không thì đến thời điểm bây giờ thường vẫn chưa quan tâm đâu các bạn Tại vì khả năng chúng ta sẽ không có cơ hội chứng kiến ngày đó Theo lý thuyết thì sau khi đào hết Có thể dùng cái phí ở trên mạng lưới để tiếp tục ủng hộ những thời đào để họ bảo vệ mạng lưới Nhưng mà chúng ta sẽ mãi không biết được câu trả lời đâu Thông tin kế tiếp là thông tin liên quan đến ngân hàng Trung Nhật Bản Thì họ đã đưa ra một cái quyết định là họ sẽ không có đưa ra cái đồng crypto quốc gia nữa thì lý do là sao? Lý do là tại vì họ nói là cái số lượng người hứng thú đó không có nhiều để mà sử dụng một cái crypto của quốc gia thì cũng đơn giản thôi các bạn nên hiểu là bây giờ đó cho dù là chúng ta sử dụng cái thẻ ngân hàng thì các bạn vẫn có một cái phần tư ẩn tài chính của các bạn cái tài liệu đó đó không có dễ dàng mà người nào muốn xem cũng có thể xem được cũng cần phải có lý do chính đáng nhưng mà khi mà các bạn sử dụng một cái tiền kỹ thuật số quốc gia đó thì là một chuyện khác tại vì các bạn đã không có còn thông qua ngân hàng nữa mà các bạn có thể là sẽ có một cái chương một một cái ví trực tiếp với ngân hàng trung ương thì tất cả những cái giao dịch cái bạn dùng tiền để làm gì, cái bạn đưa tiền cho ai, cái bạn ủng hộ à, về à, lý do gì, cái bạn theo đảng nào, tất cả những cái đó cũng đều sẽ được kiểm tra và có thể được quản lý cho nên đối với một số người ra đây là một điều mà họ không có thích. À, và đương nhiên khi mà chúng ta nói tới tiền kỹ thuật số của quốc gia thì chưa chắc là sẽ tiện lợi hơn là chúng ta đang sử dụng thẻ tín dụng hiện tại nhưng mà về cái phần là bảo vệ tài liệu tương ẩn đó thì sẽ không có như là sử dụng tiền mặt đâu cho nên tiền mặt đó vẫn là một trong những cái lựa chọn hàng đầu của nhiều người à, khi chúng ta không muốn người ta biết mình sử dụng tiền để làm gì vì lý do đó chúng ta cũng đã thấy được là Israel đã đưa ra thêm một cái thông tin ngày hôm nay là họ lại tiếp tục hạn chế cái số lượng tiền mặt có thể được sử dụng họ đã hạn chế trước đây rồi, hôm nay họ lại ra thêm thông tin hạn chế thêm nữa, thì chi tiết hơn đó là nếu như mà dùng tiền mặt để mà trả đó thì uh, cao nhất người ta sử dụng bình thường đó là 6.000 Israeli shekels có nghĩa là khoảng 1.760 đô mà thôi và sử dụng tiền mặt trong thương nghiệp đó thì uh, lên cái con số cao nhất là 15.000 shekels nghĩa là khoảng uh, USD mà thôi Lý do tại sao thì đương nhiên là họ muốn quản lý cái số lượng tiền mặt hạn chế Tại vì tiền mặt là cái số lượng tiền mà khó quản lý nhất Các bạn thực sự không biết được là 100 đô trong túi các bạn đã từng trải qua tay những ai và dùng cho những cái sự kiện gì cho nên một trong những điều mà chúng ta sẽ thấy đó đối với Thuận là tuy là nhiều người nói là sử dụng crypto bây giờ có những cái hạn chế nó không có dễ dàng sử dụng như là các bạn sử dụng tiền mặt hay là các bạn sử dụng tín dụng nhưng mà khi chúng ta thấy được là bắt đầu tiền mặt bị siết chặt đó thì cũng sẽ có một số người xoay qua sử dụng tiền kỹ thuật số để có thể di chuyển nhất là di chuyển xuyên quốc gia thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là chúng ta thấy có một cái thông tin liên quan đến là khi mà binance áp dụng KYC có nghĩa là các bạn phải xác minh thân phận của mình khi mà sử dụng sàn binance thì để là họ đã mất đi 90% của cái số lượng người dùng và thua lỗ là cả hàng tỷ đô la nhưng mà sau đó thì gì nói là đây là cái thông tin không đúng sự thật không có chuyện đó sang Binance có KYC và cũng không có dẫn đến là thua lỗ nhiều như vậy thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn là Warren Buffett thì có đầu tư về một cái ngân hàng có tên là New Bank thì là một ngân hàng mà cũng cung cấp dịch vụ mua bán crypto ngân hàng này đó có tổng cộng theo thuận nhớ đó là khoảng 46,5 triệu người dùng và con số mà sử dụng crypto đó ở trên cái... Ngân hàng này đã tăng lên tới con số là một triệu người Vẫn là một con số ít so với tổng cái số lượng người dùng là tới 46 triệu Nhưng mà các bạn thấy được là cái số lượng người mà dùng ngân hàng này để mua bán Bitcoin và Ethereum ở nước Brazil Cũng đã có cái sự tăng trưởng hơn Thì nhiều người cho là Warren Buffett không thích crypto nhưng mà lại đầu tư vào công ty liên quan đến crypto thì cũng không hẳn đâu Tại vì trước đây các bạn đang nhớ là Warren Buffett không có thích vàng nhưng mà cũng đầu tư vào những công ty đào vàng À, tại vì Warren Buffett đầu tư vào công ty mà thôi Chứ cũng không có phải là Warren Buffett thích crypto Cho nên mới đầu tư vào Nubank đâu Đây chỉ là một trong nhiều công ty mà công ty Berkshire Hathaway đầu tư vào mà thôi Và cũng chưa chắc là tất cả quyết định đầu tư đều được quyết định bởi Warren Buffett Cái thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn Trước khi chúng ta nhìn vào chương mục đầu tư tuần rồi và chúng ta chung mình giá tuần này À, thì đó chính là thông tin liên quan đến cái nơi mà bán kim cương nổi tiếng Tiffany Co. Thì cái công ty này đó là một cái công ty rất nổi tiếng về bán những cái trang sức liên quan đến uh, Diamond, liên quan đến đá quý thì công ty này đã đưa ra một cái uh, lọt những cái NFT có tên là NFTS thì tổng cộng là có 250 NFT ai cũng có thể mua cái NFT này nhưng mà những người nào mà đang sở hữu một cái NFT crypto CryptoPunk uh, thì có thể là dùng cái NFT này đến tiệm để có thể có được uh, một cái uh, sản phẩm trang sức design riêng cho mình và thậm chí uh, còn có thể là cho cái crypto CryptoPunk của mình mang trang sức nữa thì đây là cái thông tin mới nhất liên quan tới uh, NFT của Tiffany Co. Mà nhiều người cũng nói tới cho nên Thuận muốn chia sẻ sơ qua với các bạn. Và cuối cùng đó, Thuận sẽ dành thời gian để mà chia sẻ về cái danh mục đầu tư crypto. Thì chúng ta thấy được là Thuận vừa cập nhật ngày 31 tháng 7 hôm qua đó. Thì cho đến thời điểm này Thuận lưu trữ là 54.45% là BTC. Vẫn là con số lớn nhất. Ethereum là 25.8%. Uh, BNB là 12.45%, Cardano là 6.45% và những đồng nhỏ khác là 0.85%. Thì uh, chúng ta thấy được là tuy là thuận gần đây đó, trong vòng mấy tháng qua chỉ... DCA duy nhất một đồng đó chính là BTC mà thôi Nhưng mà chúng ta có thể thấy được là cái phần trăm BTC đó Bắt đầu từ ngày 10 tháng 7 à, Đã có cái suy giảm từ 57% còn 54.45 Lý do là tại vì Ethereum tăng trưởng nhanh hơn Cho nên chúng ta mới thấy cái phần trăm như vậy Chứ còn thuận chỉ chú tâm trung bình giá BTC bây giờ mà thôi Và tổng cộng hiện bây giờ đó thì thuận vẫn đang lưu trữ 33.5% là tiền mặt và stablecoin À, phần bên dưới này đó, crypto thì đã tăng lên rồi các bạn hãy nhớ là lúc trước đó, có lúc chỉ có là khoảng chừng 30% mà thôi bây giờ đã là 37% crypto rồi và những tài sản khác và cổ phiếu đó là khoảng không tới là 30% hiện tại và đương nhiên đây là cái update hàng tuần để các bạn có thể theo dõi quá trình đầu tư thông tin thì chỉ dùng để tham khảo mà thôi không phải là lời khuyên đầu tư vì mỗi người có mọi vị thế và thời gian nhu cầu khác nhau và đương nhiên một số những cái quy định mà thường tự đặt ra và thường theo hàng ngày đó là những quy định như sau các bạn có thể tìm hiểu các bạn có thể áp dụng cái đó là tùy các bạn mà thôi nhưng mà đối với thôi nên thì trước hết là đừng tin ai thứ hai là các bạn nên tự tìm hiểu thứ ba là tự giữ crypto không nên để nhiều crypto trên bất cứ một nền tảng nào thứ tư là nhớ chút lời thứ năm là các bạn phải phân bổ vốn Thứ sáu là không vay mượn và cuối cùng các bạn cần phải có cái tư duy đầu tư dài hạn zoom out các bạn mới thấy được sự thật là như thế nào. Và tới đây đó thì chúng ta cũng sẽ nhìn vào cái danh mục đầu tư demo mà thường các bạn cũng đã cùng nhau à, thành lập cách đây hơn 3 tháng. Thì chúng ta thấy được là cách đây hơn 3 tháng chúng ta đã bắt đầu chung bình giá vào danh mục này. Thì bây giờ đó là ở cái mức là âm 24.58%. Mỗi tuần chúng ta chung bình giá 100 đô. À, rồi sau một thời gian dài các bạn mới thấy được cái hiệu quả của chung bình giá giống như là 2 năm, ba năm thì bạn mới thực sự thấy được hiệu quả của trung bình giá là như thế nào. Chúng ta hôm nay cũng tương tự cũng sẽ trung bình giá thêm 100 đô Bitcoin và 100 đô Ethereum thì 100 đô chúng ta có thể mua được 0.0044 BTC với giá hiện tại. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà trung bình giá Ethereum thì 100 đô chúng ta có thể mua được 0.064 Ethereum. Rồi, coi chúng ta cũng đã trung bình giá xong tuần này và đây là tất cả những thông tin mình thường muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Hôm nay chủ yếu là một loạt những cái tin tức mà thôi Và Thuận cũng tổng hợp lại những gì mà Thuận chưa có thời gian chia sẻ với các bạn à, Tại vì à, hai ngày qua à, cuối tuần thì không có làm video Nhưng mà những bài nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital Thì hãy bấm vào cái link ở bên dưới Để có thể tìm hiểu thêm những ưu đãi như là có thể nhận được bonus Hay là nhận được giảm phí giao dịch lên tới 20% Khi mà tham gia vào những sàn lớn Cũng như là những cái dịch vụ các bạn nhìn thấy trên màn hình